sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở nông tiên A Tư đã biết được diệu huyền
hôm nay ngày 28 tháng 3 năm Nhâm Dần. Thế và hôm nay thì tất cả có được buổi hôm nay là phải thứ nhất là phải nhờ tiên tổ các cụ ra tiên nhà mình để cho tổ chức cái buổi này. Và thứ hai là tôi cảm ơn tất cả các dì, các cậu, các chú và đặc biệt là các cháu thì có đặc biệt là cháu Thu Thọ ra để cho để gia đình để tổ chức được ở ngày hôm nay rất vui vẻ. Nhưng đặc biệt hơn nữa là các con của tức là bà gái, các con trai, con dâu, con rể, con gái tất cả đã tập trung để cho có một ngày hôm nay rất đặc biệt. Và đặc biệt hơn nữa là 70 năm trước là bà gái sinh ra ở đây. Đấy là ngày 70 năm trước sinh ra đây, hôm nay lại tổ chức tại nơi này rất là đặc biệt. Và cảm ơn thầy u của vợ tôi là tức là thầy u đã sinh ra một người gọi là như là cô Tấm ấy. một người coi như thế là phụ nữ vừa hiền dịu coi như là nết na nhá, như cô Tấm là coi như thế đến hôm nay. Thế và tiếp đến là tức là trong bảy cũng là một ngày đặc biệt nữa là 50 năm. Thế là cô Tấm này 50 năm, cách đây 50 năm là có một hoàng tử đến đón về dinh. Đã đến đón về dinh và hôm nay thì đúng tại nơi này là nơi 50 năm trước sinh ra. Cho thứ nhất, cảm ơn tất cả các cụ tiền tổ gia tiên, tất cả các ba các cậu, các bác, các chú, và các cháu, các dì, các cháu đến để làm cái buổi này. Và cảm ơn tất cả mọi người đang hiện diện tại nơi đây. Chúc tất cả mọi người mạnh khỏe, an khang, trường thọ và chúc tức là gọi là chúc mai sum họp một nhà và đến hẹn lại lên.
gái thân yêu của em. Em cũng có bài thơ và em tự sáng tác để tặng Trịnh, tặng sinh nhật Trịnh. Xuân này chị tuổi bảy, sống vui sống khỏe có cười. Ước mơ xa trôi lặng lòng trong mắt ơn nghĩa trình tự sống hằng cô Mùi sẽ trở lại đến sân khấu để dành tặng tới chị gái một bài thơ đầy ý nghĩa, và xin toàn thể đại gia đình một tràng pháo tay được không ạ? Xin mời bài thơ của bạn. Vâng ạ, hôm nay là ngày sinh nhật của chị tuổi 70, em có bài thơ tặng chị. Tuổi xuân cây cả bông cao
dòng xanh nước chung em dựa vào. Có mưa em chảy chui vào, có chị dìu dắt em lào. Vâng ạ, xin mời cậu quản lý ạ, sẽ có một lãng hoa, vâng ạ, rất là tươi thắm và tuyệt vời để gửi tới, vâng ạ, bạn gái trong buổi chiều ngày hôm nay. Để, vâng ạ, gửi đến ạ, xin mời các nhân vật. Vâng ạ, đại gia đình ơi, hãy dành những tràng pháo tay đi ạ, để mừng cho, vâng ạ, bạn gái đã tuổi tròn 70 trong buổi chiều ngày nay. Vâng ạ, cho phép những người làm chương trình, cho phép ban tuyệt vời, tôi xin được chúc bà luôn có sức khỏe dồi dào và gia đình nhận an lành hạnh phúc ạ. Sau đây xin mời nhân vật chính ạ, đó chính là bà gái sẽ thử lớn ạ, xin mời bà. 1, 2, 3, xin quý vị một tràng pháo tay đi ạ. Và thưa quý vị, và cho phép những người làm chương trình xin được chuyển vào các em có những các con cháu của bà, xin chúc bà có một sinh nhật tuổi 70 đầy ý nghĩa tại quê hương, và chúc bà luôn có sức khỏe dồi dào và gia đình được an khang và thịnh vượng. Thưa quý vị thân mến, và rồi để nghiệp ban của chúng tôi được biết thì vâng ạ, bắt chơi của bà buổi chiều ngày hôm nay rất là bận công về dự với buổi sinh nhật của mẹ, nên trong buổi chiều ngày hôm nay rất là tuyệt vời khi đón nhận được tình cảm của toàn thể các cụ các ông bà, với nhà các em, với đại gia đình, toàn thể các con cháu vâng ạ, của bà đã dành tặng thời gian để trở lại với buổi chiều ngày hôm nay.
đến chơi nhà sàn mấy khi khách đến chơi nhà gió về hát xuân trên trà mời nhau gió về hát xuân trên trà mời nhau để anh xây một miếng cho xuân hàng vạn đĩa qua đổ gió hay xa em định là hay xa em định lên là để áo thì thân đi khăn bó hoa đã thơ nghề người người định lê cho đôi mắt mắt ngập nghe ngã chỉ để nghe sinh như nghe sinh thế này xa biến chiều đình này đã chén trà đình cha xa nghề ngoan đình hát thì rủi rủi ai lại phải lòng mà để mấy giờ sang họ mới cho ra ngó bà chờ gia đình tập được quá chào hôm nay được không ạ? Giáng chủ đình canh, giá chén trà đừng chắc, giá nghề ngon đừng ngắt, thì sẽ ai lại phải lòng để ngày gió vòi trông, bạn không biết bạn và tình không biết tình thưa quý vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trường lực biết về con tất cảnh bất xa trong hò con này. Tin cô cả ngày đôi đôi gặp gì toàn là sáng nắng đưa tranh mọi người về vì thú đi mò mò phong cảnh chung người thân la thiệt là thấy nhớ cô ta quay chân đi đồng ta. Oh,
Thân thiệt ơi, xin cảm ơn món quà âm nhạc. Quan một chiếc thuyền năm có về với hội gái ngoan tầm chồng. Ba quan một chiếc thuyền rồng có về với hội gái công tôi đi tìm. Em còn xong, anh cũng còn xong. Ước gì ta được làm con một nhà để anh về thưa với mẹ cha. À, vừa rồi quý vị đã trở lại với một món quà âm nhạc ba quan dân ca con họ. À, kính thưa quý vị thân mến, và sau đây chúng ta sẽ chia tay với các làn điệu dân ca con họ vượt mà tha thiết của xứ sở kính bắc của chúng ta. Sẽ trở lại với một làn điệu treo đến từ vợ của anh Thọ sẽ lên sân khấu. Cháu sẽ dành tặng tới cho vâng ạ cô một món quà âm nhạc trong buổi chiều ngày hôm nay, đó chính là một làn điệu treo. Vâng ạ, mừng thọ cô tuổi 70. Vâng ạ, xin mời toàn thể đại gia đình cho chị một tràng pháo tay đi ạ, đến từ chị Thu. Con xin thay mặt cho buổi tiệc ngày hôm nay, con thay mặt cho chị em tất cả nhà tặng cô một bài thơ, áp một bài chèo. Con chúc cô luôn luôn mạnh khỏe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ạ, hay quá cả nhà, vâng ạ. À, xin cả nhà một tràng pháo tay đi ạ. Cảm ơn giọng ca của chị Thu, phu nhân của anh Thọ. Anh Thọ ơi, lại lên tặng hôn. Để ý nghĩa mừng họ mẹ tuổi 70. À, sau đây chúng ta sẽ trở lại với những món quà âm nhạc tiếp theo đến từ các thành viên, đó chính là các em và các con các cháu của vâng ạ và gái trong buổi lễ sinh nhật trong ngày hôm nay. À, sau đây chúng ta sẽ trở lại với giọng ca của Mọ Trường ạ. Họ xin mời Mọ Trường sẽ lên sân khấu. Là ngày sinh nhật của chị, em cũng không hát được mấy nhưng cũng phải tặng chị một bài. Yeah.
suốt trong toàn vẫn đẹp hơn. Chị Liên chỉ có mấy câu như thế. Gia đình xuống một mình lâu mới chúc em mạnh khỏe vẫn đẹp hơn. Hôm nay là tôi sẽ có một điệu múa và hát rất là đẹp. Chẳng bao ngày mưa, tận hôm
dành tặng đến sự hóa cho mình một bài hát đầy nghĩa, bài hát tình đất. Kính thưa quý vị thân mến, và sau đây để trở lại với cái món quà âm nhạc tiếp theo dành tặng đến cho Phương Hà bà gái trước ngày sinh nhật thứ ba được tuổi tròn 70. Sau đây chúng ta sẽ trở lại với giọng ca đến từ ông Lý, hàng xóm của gia đình, cũng có một bài tân cổ sẽ trở lại để dành tặng tới Phương Hà. Vâng ạ, ông em. Thank you.
Thank you.
chúc chị được tuổi sinh nhật 70 hát cùng với sáu bài vui vẻ quan họ. Toàn thể gia đình.
từng giờ cùng em câu hò hẹn
hội liêm quê mình. Anh đang ở nơi ấy, mặc dù xa anh vẫn nhớ vẫn thương. Anh lắng nghe câu quan họ quê ta, ấy là khi những nụ xuân đang hé môi cười, là bài ca em nhắn tới người cùng em câu hò hội liêm quê mình. Làng quan họ chọn tình nghe canh hát trao duyên. Anh chưa đến dòng sông cầu, ngàn đời vui sông nước lơ thơ. Anh cũng chẳng biết đến bao giờ, ngồi tựa màn thuyền buông câu hát đợi chờ. Anh chưa đội chiếc nón và hỏi xem đây đang mấy hẹn mấy hò, mà sao người quan họ cứ dâu nụ cười thầm trong vành nón ba tầm và trong tà áo tứ thân đi hội mùa xuân. Anh đang ở xa lắm, lạ kỳ thấy nghe em hát dân ca. Anh thấy yêu câu quan họ quê ta, có niềm tin mang tình em vô bên vô bờ. Người thủy chung son sắc từng giờ, cùng em câu hò hẹn hội liêm quê mình. Anh đang ở nơi ấy, mặc dù xa anh vẫn nhớ vẫn thương. Anh lắng nghe câu quan họ quê ta, ấy là khi những nụ xuân đang hé môi cười, là bài ca em nhắn tới người cùng em câu hò hè mặt vẫn xa. Anh luôn nhớ bài ca mang bao hơi người về.